xe đây và xuống theo cái lối đường, có một con đường xuống đây. Có đường đi không? Trơn thế nhỉ? Hả? Đường này không có đường á? Đi đường này này. Đi sai đường à các bạn. Đây, đáng lẽ là phải đi đường này cơ, không phải đường đó. Đây có đường rõ to mà lại xuống cái đường ở phía đó. Từ nhà mình vào đây là mất khoảng 30 phút các bạn ạ. Cây này là cây dứa rừng này các bạn này. Cây này có quả nó ngâm rượu hoặc là lấy về phơi, phơi để nấu nước uống rất là tốt này. Cây dứa rừng này, dứa dại. Trước mặt mình là một rừng chuối rồi các bạn, chuối rừng đấy. Đó, một bụi cây rừng nhưng mà đang còn non lắm, chưa chín. Để hôm nào chín mình sẽ quay lại mình lấy nha các bạn nhá. Đó. Hôm nào chín nhất định mình sẽ quay lại lấy cái bụi chuối rừng này để về làm rượu. Vợ mình đang đi trước rồi. Cuối này bắt ốc luôn nhỉ. Ô, cái kia có một cái vũng nước. Đi xuống vũng dưới này ngâm đi. Bây giờ phải bơi lên các bạn nhé, bơi lên. Bơi lên để kéo cái lưới nó sát vào trong các cái vách đá này này các bạn này. Chứ để xa quá thì cá nó thường thường nó ở trong các cái vách đá này. Ra thì nó xa quá cá nó không ra đến nơi. Nhìn thế này thôi nhưng mà rất là sâu đấy mọi người ạ. Rồi, ok rồi. Như này thôi. Sâu lắm. Mình phải đứng xuống nha các bạn nha. Xem qua đầu mình không nha. Đấy nha, mình ra cái đoạn sâu nhất mình đứng nha. Nước đối tập nào. À, chắc là được hơn ở 2,5 mét các bạn ạ. Khá là sâu. Rồi. Nếu mà lấy cái lưới này nó bị mát thì lặn xuống còn mệt. Ở đâu đây rồi? Ok các bạn, mình đang làm xong lưới các bạn nhá. Giờ tối nay tầm 8 giờ hai vợ chồng mình sẽ vừa đi vớt lưới vừa đi mò của ốc cá các thứ linh tinh luôn các bạn nhé. Thôi à, tạm thời chia tay các bạn đây nhá. Khoảng tầm 8 giờ sẽ hẹn gặp lại các bạn.
Hả? Cua này. Con cua, cua đá các bạn ạ, rất là to này. Đây các bạn, đưa vào nhé. To nhỉ? Ôi da, màu tím rồi này. Ừ, to vật vã luôn. Cái suối này bày ra rất nhiều cua này. À, một con nó nọc này, bắt à? Đây này. Bắt, bắt rồi nhé nào. Được. Được. Hỏi lấy cua đi. Đây nó nọc này. Còn gì chạy kinh thế nhỉ? Mình đi như thế này thì chắc là không thoát được con cua nào đâu. Dàn hàng đi như thế này thôi. Mấy đứa này chắc là khó này. Khó là một đứa khó. Hả? Có con tôm này. Không cụ, có con ốc này. Nhặt ốc đi, chặt ốc này. Ốc, ốc. Ốc. Ốc ngón, ốc đá này về ngón. Chạy vào thôi, cua cá. Cá. Cá gì? Cá mẹ. Cá gì bắt được, dễ bắt, nhà mới bắt. Đây, được rồi. Cá này dễ bắt nhỉ? Cá này dễ bắt. Lật cái hòn đá lên. To, ôi, một con cua to vật vã luôn. Chết to nhỉ. Đây này các bạn này, to lắm. Tay đi ăn. Đặt cái đèn. Đây cầm nhá. Dùng cái miệng cắn luôn phát rồi. Nha. Cắn phát, ôi, cua màu tím này. Bé này. Đó. Cái càng của nó bị còi hay sao nhỉ? Càng còi thế nhỉ? Con này rõ là to nhưng mà càng lại bé. Còn nữa. Con này phát triển không đều, màu tím. Thôi đi. Con để ăn cái con này. Bẻ hết chân rồi. Bẻ chân để nó không chịu, này không chạy. Nó vẫn đi được nhưng mà không đi nhanh nữa. Ừ. Tìm tiếp, tìm cua tiếp nha các bạn nha. Mắc rồi các bạn ơi. Mắc rồi hết giờ đấy. Sâu lắm các bạn ạ. À, mày quá không bị mắc. Đây là hai con cá này các bạn. Đó. Hy vọng là sẽ được nha các bạn nhé. Ui, cá gì các bạn này. Đó. Ui, được nhiều lắm các bạn ạ.
May quá. Đây cá này các bạn này. Đây này cá này. Úi giời. Thật nó ra mất các bạn nhá. Cuốn được từ thôi. Úi sâu thế. Sâu quá. Sâu quá, sâu quá. Sâu quá. Úi giời. Được đấy, được đấy. Úi giời mất con. Đấy. Tiếc kìa. Tốt này. Đấy. Cái này cũng con to lắm, như thế kia. Giảm ra đây. Giảm ra một con, tiếc thế. Đó đi. Đây này kia đi. Hả? Ở sao ăn rồi mà. Đây là cá đi ngâm lưới của vợ chồng mình các bạn nha. Đó. Cá này các bạn này. Đây là cua các bạn, cua đá các bạn nha. Còn đây là ốc này các bạn này.